The Vietnamese American community of D.C., Maryland, and Virginia was established in 1975 with over 500,000 members. They oversee relevant Vietnamese American key demographic groups such as veterans, senior citizens, youth, and core missions such as education, business, immigration, human rights, culture, and heritage. The float features United States and the Republic of Vietnam flags. Ngày 4 tháng 7, cả đất nước Hoa Kỳ kỷ niệm ngày sinh nhật thứ 247 của mình. 247 năm kể từ khi 13 thuộc địa Bắc Mỹ đầu tiên tuyên bố độc lập khỏi Vương quốc Anh. Cộng đồng Việt Nam cùng nhà Việt Nam đã kết hợp tham gia cùng ban tổ chức America's 2023 Independence Day Parade, buổi diễn hành tại Đại lộ Constitution, thủ đô Washington. Tham gia diễn hành có các hội đoàn của cả ba vùng DMV, Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa, Hội quân nhân gốc Việt, Nhóm hậu vệ lính Việt Nam quân, Đoàn thanh thiếu niên đa hiệu vùng Hoa Thị Đốn, Nhóm múa dù với màu cờ Việt Nam Cộng hòa, các nhóm võ đường Võ Việt Nam và Thái Cực Đạo, nhóm cổ nhạc quê hương và dĩ nhiên có cả cộng đồng Việt Nam và anh chị em thiện nguyện viên nhà Việt Nam. Buổi diễn hành đã thành công mỹ mãn và tạo những hình ảnh đẹp với những điệu múa dù uyển chuyển, mặc dù những người tham gia đều là những người không chuyên nghiệp, cũng như những bài quyền của các võ sinh trình bày rất đẹp, bài bản, chính xác và được rất nhiều sự hoan nghênh. Qua buổi biểu diễn này, thông điệp của cộng đồng Việt Nam cũng như nhà Việt Nam và tất cả anh chị em cộng tác viên muốn gửi đến cho những người dân Hoa Kỳ sự cảm ơn của những người Việt Nam đã đến nơi này, yêu và trân trọng sự tự do, sẵn sàng cống hiến tất cả cho nền tự do và độc lập của Hoa Kỳ. Nhân đây thì cũng xin điểm qua một vài thông tin thú vị về đất nước Hoa Kỳ. Hoa Kỳ, một quốc gia có 14 điều kỳ diệu, nhiều điều nghịch lý. Thứ nhất, tên quốc gia bắt đầu bằng chữ A, chấm dứt bằng chữ A. Một quốc gia độc nhất vô nhị của hành tinh từ ngày sinh ra đã đứng đầu và hệ đứng đầu và có thể sẽ mãi đứng đầu trong danh sách các tên nước trên thế giới. Thứ hai, một quốc gia có số điện thoại cũng bắt đầu bằng số 1. Thứ ba, một quốc gia từ ngày lập quốc chưa bao giờ bị xâm lăng. Thứ tư, một quốc gia tốn tiền, tốn ngân quỹ nhiều nhất chỉ để bảo vệ cho các quốc gia khác. Thứ năm, một quốc gia mà người cùng đường có thể tá túc, tị nạn và cư trú dù bạn hay thù. Thứ sáu, một quốc gia khi lâm nạn không ai cứu trợ giúp đỡ vì nó giàu có nhất và là luôn kẻ luôn luôn trước nhất cứu trợ khi các quốc gia khác lâm nạn. Thứ bảy, một quốc gia không ai thèm nói cảm ơn dù bao giờ cũng nhận biết bao ơn từ nó. Thứ tám, một quốc gia luôn bị miệt thị là đế quốc nhưng chính nó là quốc gia thúc đẩy mạnh nhất để xóa bỏ chế độ thuộc địa sau Thế chiến thứ hai. Thứ chín, một quốc gia luôn bị gọi là kỳ thị chủng tộc nhưng hạng nhất tôn trọng nhân quyền lại được minh định trong hiến pháp. Thứ 10, một quốc gia mà đa số các chính quyền độc tài trên thế giới đều buộc dân chúng họ phải lấn xa nhưng chính bản thân giới cầm quyền đều có tài sản, nhà, đất ở đó. Thứ 11, một quốc gia bị coi là đồi trụy nhưng sách báo khiêu dâm phải bọc bìa đen và phim ảnh phải phân loại rõ ràng không cho trẻ em coi. Thứ 12, một quốc gia có khả năng vực dậy các quốc gia khác từ đống tro tàn như nước Đức và nước Nhật sau Thế chiến thứ hai và có khả năng mang kẻ thù về lại thời kỳ đổ đá. Thứ 13, một quốc gia mà bất kỳ nước nào cũng muốn được buôn bán với nó và thế là đủ giàu và khi nó quyết định không buôn bán với ai thì nước đó lên án. Một con chim ưng cô độc trên đỉnh cao lẻ loi nhưng có nhiệm vụ canh chừng giấc ngủ bình an cho cả thế giới.
DC's Different Drummers is the preeminent LGBTQ plus and allies band organization of our nation's capital. Founded in 1980 by 7 members, the DC's Different Drummers marching band is part of a larger community music organization which includes